Hello, xin chào các bạn ha. Hôm nay tôi xin trình bày với các bạn về cái chủ đề đó là định nghĩa huyết áp là gì. Thì huyết áp á, nó có nhiều tài liệu, nó có nhiều cái định nghĩa. Thì cái chung quy lại thì nó cũng tương tự với nhau các bạn. Thì người ta định nghĩa huyết áp là gì? Huyết áp là áp lực của máu tác động lên thành động mạch. Thì cái huyết áp nó sẽ bằng cung lượng tim, viết tắt là CO cộng cho sức cản ngoại biên. Thấy các bạn? Mà sức cản ngoại biên viết tắt là R. Hay huyết áp bằng CO cộng R, mà cung lượng tim thì nó bằng thể tích nhát bóp nhân cho tần số tim. Sức cản ngoại biên thì nó bằng sức cản tiểu động mạch. Như vậy khi cung lượng tim tăng, khi thể tích tuần hoàn tăng hoặc là tim nó tăng hoạt động thì sẽ làm tăng huyết áp. Còn R đó là sức cản của cơ trơn tiểu động mạch. Nếu cơ trơn tiểu động mạch mà co lại thì sức cản ngoại biên sẽ tăng lên thì sẽ làm tăng huyết áp. Thôi, tôi xin kết thúc clip tại đây. Chúc các bạn học tập được tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.